em nhận cắt đóng dấu chuyển hướng cho anh em nha. Đây, mời anh em xem đây. Ok, hài lòng chưa? Đây, đây em đóng dấu nha anh em. Em đóng dấu mới cho anh em sử dụng nha, rất bền. Anh em nào có nhu cầu quần mang anh được phục vụ này. Này có anh khách chơi hàng nóng lấy liền luôn. Đây. Khách ở đây lấy luôn. Anh em nào có nhu cầu đóng dấu chuyển hướng thì anh được phục vụ anh em nha. Mời anh em xem đây. Đóng dấu mới nha anh em. Đây em đóng dấu mới, em cắt dấu cũ em đóng dấu mới cho anh em nè. Anh em xem coi hài lòng không? Hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079. Này của anh khách ở gần quê, gần nhà. Lại lấy luôn. Rồi, cảm ơn nha. Rồi xem hài lòng chưa? Ok rồi. Ok, cảm ơn anh luôn. Ủng hộ Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079. Anh em ở gần anh em cứ tới em nha. Anh em ở xa anh em cứ chỉ qua đường bưu điện giúp em. Em nhận đóng dấu cho anh em toàn quốc. Anh em nào có nhu cầu hơn anh được phục vụ. Đắp. Cắt đóng dấu mới cho anh em luôn nha. Đây em quay cận cho anh em xem nè. Đây là đóng dấu mới nha anh em. Đóng dấu mới vô. Hoàng Mai anh được phục vụ anh em nha. Hoàng Mai 0907 790079. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai. Ở gần em mang tới em nha anh em. Ở xa anh em có chuyển qua đường bưu điện giúp em. Hoàng Mai